Hồng Nhung xin gửi tới quý vị yêu quý đang xem kênh những lời chúc bình an nhất. Kính chúc quý vị luôn có một tâm thái an hòa và thiện lành trong thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đừng quên lựa chọn cho mình những biện pháp tốt, nâng cao sức đề kháng, ví như tập luyện khí công. Bản tin hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Điểm chuẩn đại học tăng đột biến, thí sinh sốc nặng. Siêu thị áp giá sàn, nhiều người khốn đốn. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh một loạt hoạt động phòng dịch. Hà Nội không kiểm soát giấy đi đường ở 19 quận huyện. Người dân xếp hàng cả tiếng đồng hồ mua bánh trung thu. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến trưa ngày hôm nay 16 tháng 9, toàn quốc có hơn 120 đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, ngành sư phạm ngữ văn chất lượng cao Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã gây bất ngờ khi lấy điểm chuẩn cao nhất là 30,5, tức mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển thí sinh phải đạt 10 và có thêm điểm ưu tiên mới trúng tuyển. Theo đánh giá, do đề thi năm nay ra theo hướng giảm nội dung khó, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh và mục đích chính là xét tốt nghiệp trung học phổ thông, nên điểm thi cao hơn năm ngoái. Điểm chuẩn vào các đại học top đầu và top trung vì thế cũng tăng từ 0,5 đến 4 điểm. Đáng chú ý, ngành giáo dục chính trị của Đại học Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn tăng đột biến tới tận 9 điểm so với năm 2020. Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh đã bị sốc nặng khi có em đạt trung bình khoảng 9 điểm một môn nhưng vẫn trượt tới 8 nguyện vọng. Hoặc có em dù đạt 10 điểm tuyệt đối cả 3 môn của tổ hợp xét tuyển với tổng mức tối đa 30 điểm, thí sinh vẫn có thể trượt nguyện vọng 1 vào ngành học yêu thích nếu không có điểm cộng ưu tiên. Báo Tuổi Trẻ thông tin hiện nay khâu giao hàng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng quá tải, khiến nhiều điểm bán chỉ nhận lượng đơn hàng khiêm tốn, dẫn đến thực trạng nhiều người dân không thể mua được hàng. Đáng chú ý, một số siêu thị đã áp dụng giá sàn cho các đơn hàng khiến nhiều người giật mình, người nghèo khốn đốn. Điển hình siêu thị King Food, đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ nhận đơn hàng từ 700.000 đồng trở lên, thậm chí trước đó chỉ nhận đơn hàng từ 1 triệu đồng. Nhiều người cho rằng việc giới hạn giá trị đơn hàng như vậy là quá cao trong khi thu nhập của nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Theo ghi nhận, trên website của đơn vị này bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm và thiết kế riêng theo combo. Liên hệ với đại diện King Food, vị này cho biết giới hạn mỗi lần mua tối thiểu là từ 700.000 đồng nhằm để người dân mua đủ đồ và hạn chế đi lại, trong khi đó có nơi áp mức phù hợp hơn. Đại diện hệ thống Sài Gòn Coop cho biết hiện đơn vị chỉ giao hàng với đơn hàng trị giá từ 300.000 đồng trở lên. Theo trang VN Express tại thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc kéo dài giãn cách xã hội thì từ 0 giờ ngày 16 tháng 9, thành phố điều chỉnh một số hoạt động đối với người dân, bao gồm 6 thay đổi như sau. Thứ nhất, shipper được hoạt động liên quận huyện từ 6 giờ đến 21 giờ với điều kiện đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch và thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày một lần. Thành phố chi trả xét nghiệm đến hết ngày 30 tháng 9. Thứ hai, người dân vùng xanh được hoạt động trở lại với các sinh hoạt thể dục thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư, chung cư nếu đảm bảo các quy định an toàn phòng dịch. Thứ ba, nhiều loại hình kinh doanh được hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ như dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập, ăn uống không phục vụ tại chỗ, cơ sở thú y, bảo trì, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông vận tải và cung ứng linh kiện, sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm. Thứ tư, thí điểm thẻ xanh COVID gắn với mã QR cá nhân cùng với thực hiện 5K và xét nghiệm kháng nguyên cho người dân ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Thứ năm, người dân quận 7, Củ Chi và Cần Giờ được đi chợ mỗi tuần một lần. Thứ sáu, công trình xây dựng giao thông được thi công trở lại. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 315.088 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư, chiếm gần một nửa số ca COVID-19 cả nước. Đô thị 10 triệu dân đã trải qua hơn 100 ngày giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ để phòng dịch. Trao đổi với báo chí sáng ngày 16 tháng 9, đại diện Hà Nội cho biết sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng dịch trên địa bàn, việc kiểm soát giấy đi đường cũng được điều chỉnh. Theo đó, người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm 19 quận huyện, thị xã sẽ không phải xuất trình giấy đi đường. Công bố của Bộ Y tế đánh giá, 19 quận huyện không ghi nhận ca mắc cộng đồng từ ngày 6 tháng 9 đến nay, gồm Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ. Với vùng đỏ, người dân vẫn được yêu cầu giãn cách theo chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và phải có giấy đi đường. Nếu có giấy đi đường, người dân có thể đi xuyên vùng. Tuy nhiên, việc kiểm soát sẽ được thực hiện chặt chẽ.
Thời gian tới, Hà Nội sẽ giảm dần các chốt kiểm soát ở những khu vực không cần thiết, các chốt nội bộ mà chỉ kiểm soát ở các khu vực giáp xanh vùng. Các chốt khu dân cư tự quản tại vùng xanh cũng sẽ được dỡ bỏ dần. Về việc mua bán vận chuyển thực phẩm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin đang đề xuất thành phố xem xét cho shipper hoạt động trở lại, có điều kiện tại các quận huyện được bán đồ ăn mang về. Cũng theo ghi nhận của phóng viên, vào đúng 12 giờ ngày hôm nay 16 tháng 9, nhiều chủ cửa hàng đã mở bán trở lại sau thời gian dài đóng cửa. Trước đó, ngay từ sáng, nhiều khách hàng đã ghé vào hỏi mua, song nhiều chủ quán chấp hành quy định của Hà Nội, đợi đến đúng giờ mới bắt đầu bán hàng. Sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9, theo ghi nhận của phóng viên, trước cửa tiệm bánh trung thu thương hiệu Như Lan trên đường Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tập trung khá đông khách lựa mua bánh. Nhiều thời điểm hàng chục khách hàng xếp hàng dài ngay trên vỉa hè. Ngoài khách hàng là người dân, còn có thêm lượng lớn khách hàng là lực lượng giao hàng công nghệ và các tổ chức chính quyền mua hộ. Tuy vậy, một số người dù đã xếp hàng nhưng vẫn không mua được bánh do cửa hàng yêu cầu phải có giấy đi chợ do chính quyền cấp, còn giấy tờ do cơ quan y tế cấp lại không được mua. Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh hầu hết các điểm bán bánh trung thu tại thành phố Hồ Chí Minh không mở cửa trong thời điểm dịch bệnh, nên người dân tập trung đông đúc trước số ít các cửa hàng có mở bán. Bên cạnh đó, đại diện cơ sở sản xuất bánh Đồng Khánh, hiệu Bông Lúa Vàng Long An cho biết, năm nay không sản xuất bánh trung thu đại trà để bán lẻ nên đơn hàng nhận được tới thời điểm này giảm mạnh so với mọi năm. Đồng thời, do giá nguyên liệu, chi phí sản xuất và vận chuyển tăng nên giá bán bánh cũng tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Triều Tiên ra ca khúc mới tôn vinh Kim Jong-un là cha của dân. Nhiều trẻ em ở Ấn Độ tử vong do sốt bí ẩn. Các bệnh viện ở Paris bị tấn công mạng. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ NK News đưa tin, Triều Tiên đang mở rộng một chiến dịch tuyên truyền với lứa thanh niên mới nhằm mục đích khơi dậy lòng nhiệt thành đối với chính quyền thông qua việc phát hành các video âm nhạc. Các video được quay theo phong cách hào nhoáng đã được phát hành trong bối cảnh chính phủ lo lắng về sự phổ biến của cái gọi là sự nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân và ảnh hưởng của xã hội quốc tế đối với giới trẻ Bắc Triều Tiên trong những năm gần đây. Hai trong số 6 video ca nhạc mới tập trung vào việc những đứa trẻ ca ngợi và gọi ông Kim Jong-un là cha của chúng. Trong video, nhóm nhạc nữ gồm 8 thành viên từ cung điện học sinh Mangyongdae ở Bình Nhưỡng liên tục hát vang ca khúc Cha của chúng tôi, nguyên soái Kim Jong-un cùng khẩu hiệu của Triều Tiên rằng chúng tôi hạnh phúc với hệ thống của đất nước chúng tôi. NK News bình luận, đây dường như là một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm đảm bảo thanh niên tuân theo lối sống nghiêm ngặt của đảng cầm quyền. Nhiều năm nay, những người đào tẩu Triều Tiên đã nói về sự phổ biến ngày càng gia tăng của truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc và các sản phẩm văn hóa nước ngoài khác. Văn hóa Hàn Quốc có ảnh hưởng lớn đến mức một số người Triều Tiên đã trốn khỏi đất nước và tìm kiếm sự giải phóng khỏi các yêu cầu chính trị, xã hội tại đây. Theo đài NDTV của Ấn Độ, ngôi làng Chili tại quận Pawar, bang Haryana của nước này đang chứng kiến nhiều ca sốt chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua. Theo đó, chỉ trong vòng 10 ngày, 8 trẻ em đã tử vong. Ngoài ra, 44 người khác trong đó có 35 trẻ nhỏ cũng có triệu chứng như sốt và đang được điều trị tại bệnh viện. Người dân trong làng được phỏng vấn nói rằng bầu không khí lo sợ bao trùm cả ngôi làng vì trẻ em bị sốt rất nhiều. Các nhân viên y tế chưa thể xác định nguyên nhân, nhưng họ không loại trừ khả năng đây là bệnh sốt xuất huyết. Theo báo cáo, hầu hết bệnh nhân đều sốt và lượng tiểu cầu thấp. Hiện bệnh nhân đang được kiểm tra sàng lọc sốt xuất huyết, sốt rét và COVID-19. Được biết, ngôi làng nói trên có khoảng 4.000 người sinh sống và không có cơ sở y tế. Thực trạng về vệ sinh cũng không được đảm bảo. Hôm qua ngày 15 tháng 9, giới chức y tế Pháp cho biết tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của nhiều bệnh viện và đánh cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 1,4 triệu người đã tham gia xét nghiệm COVID-19 ở vùng Paris trong khoảng giữa năm 2020. Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm danh tính, số an sinh xã hội và thông tin liên lạc của những người đã tới xét nghiệm, cũng như danh tính và thông tin liên lạc của lực lượng y bác sĩ, cùng với đó là kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, các bệnh viện khẳng định những thông tin khác về sức khỏe không bị lấy mất. Hiện, cơ quan giám sát dữ liệu của Pháp xác nhận đang tiến hành điều tra vụ tấn công này. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu nhân viên bệnh viện, tài xế, xe cứu thương, nhân viên viện dưỡng lão, bác sĩ tư nhân, lính cứu hỏa và những người chăm sóc người già hoặc người ốm tại nhà, tổng cộng khoảng 2,7 triệu người, phải có chứng nhận đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trước ngày 15 tháng 9 hoặc sẽ bị tạm thời phải nghỉ việc hoặc không được trả lương. Tuy nhiên, hàng chục nghìn người trong diện này vẫn chưa tiêm chủng. Một trong những công đoàn khu vực công lớn nhất của Pháp,
CGT đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu chính phủ đình chỉ một số lượng lớn nhân viên y tế và cấm các bác sĩ khu vực tư nhân hành nghề trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng. Trên đây là những tin tức trong bản tin tối nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây như thường lệ, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng thư giãn với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị thân mến, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Hồng Nhung hãy cùng với quý vị cùng suy ngẫm về chủ đề hạnh phúc đến khi một người có ý nghĩ về được và mất. Được là gì? Mất là gì? Rất nhiều người cho rằng sự giàu có, danh tiếng và thành công, có nhiều con cái cũng gọi là được, hay xem những sự vui mừng bất chợt, vinh quang và được ca ngợi, tất cả đều được xem là được. Ngược lại, họ xem sự bất hạnh, những việc ngược với lòng mong ước của họ hay sự cô đơn là mất, cũng như sự phiền não, đắng cay và bất công mà những người khác mang đến cho họ là mất. Tuy nhiên, vì sự mong muốn mà con người có, những gì mà họ có không phải là hạnh phúc thật sự, nhưng chỉ là một sự đi tìm hạnh phúc. Họ giữ chặt những thứ mà họ có vì họ sợ mất chúng. Vì sự sợ hãi này, họ cố gắng theo đuổi để kiếm nhiều hơn bằng những nỗ lực lớn hơn. Vì khi họ cố làm điều này, hạnh phúc luôn luôn dường như chạy trước mặt họ. Điều này cũng giống như miếng mồi mà khiến tất cả chúng ta làm việc nhiều hơn, nhưng thật sự chúng không nằm trong sự điều khiển của chúng ta. Trong lúc này, những gì thật sự trong tâm chúng ta chỉ là nỗi sợ hãi về được và mất. Vì sợ hãi, chúng ta không dám thưởng thức những gì mà chúng ta đang có. Sự sợ hãi này đuổi lòng thỏa mãn về hạnh phúc ra khỏi tâm chúng ta. Cuối cùng, chúng ta luôn luôn chạy theo con đường, theo đuổi mà không bao giờ dừng lại được. Thật ra, được là mất và mất là được. Chúng ta là hai mặt của đồng tiền. Mất đến đem theo những gì sẽ được, cũng giống như sống và chết mà không thể tách rời được. Sống và chết cũng chỉ là một trường hợp khác của được và mất. Thế gian tự nó trôi chảy và điều hòa. Những ai chú ý đến hôm nay thì không muốn nhìn vào tương lai và chỉ muốn làm tất cả những gì làm được cho hôm nay. Của gài gặt hái được và mất đi chỉ vì bạn. Danh tiếng nổi lên và chìm xuống cũng chỉ vì bạn. Bạn có tiếng tăm và lợi lộc mà bạn thấy được, sờ được và nghe được. Trong khi đó, những gì bạn mất là sức mạnh tâm linh và cơ thể bạn. Không có gì kiếm được trên thế gian này mà không bị mất mát. Khi bạn mất tiếng tăm và lợi lộc, những gì bạn gặt hái được như là lòng can đảm, kiên nhẫn, chịu đựng và ý niệm đúng đắn mà không thấy hay sờ mó được. Về mặt khác, mọi việc trên thế gian này cũng có thể có được nhờ cố gắng. Hạt cát không thể tìm theo dấu vết của nó trong ngọn thủy triều. Trong vũ trụ bao la này, con người vô cùng bé nhỏ. Những tiếng kêu lớn ít khi nghe và những hình ảnh khổng lồ thường là không hình dáng. Cái mà vĩnh hằng chỉ là vũ trụ. Giàu có và tiếng tăm thật ra không nghĩa lý gì với vũ trụ. Một người thật sự khôn ngoan không bao giờ sống theo lời đàm phán của người khác. Một người khôn ngoan không để sự giàu có và quyền lực chiếm hữu đời sống họ. Họ tin rằng số mệnh rất công bằng và theo đúng sự sắp đặt của tạo hóa. Họ chỉ giữ những gì được cho và xả bỏ những gì họ không có được. Những gì họ chưa có, họ sẽ có trong tương lai. Nếu họ không thành công trong đời này, họ sẽ thành công đời sau. Họ không chấp trước vào mất và được, hữu tồn và vô tồn, và họ có thể thấy rõ ràng giữa mất và được, sống và chết. Chỉ khi nào được như vậy, thì một người có thể sống được dưới mọi hoàn cảnh và có được hạnh phúc thay vì sống chạy theo hạnh phúc, nhưng không bao giờ sống được hạnh phúc. Vì thế, hạnh phúc rất đơn giản, và bạn sẽ có những gì bạn muốn khi bạn không theo đuổi nó. Chỉ làm những gì bạn nên làm và bạn không thấy mệt mỏi vì những theo đuổi triền miên. Vì thế, hạnh phúc rất rõ ràng, không bị cái bóng của lợi lộc che khuất, không bị chán trường vì sự tra tấn không ngừng của sự theo đuổi. Thì sự thăng trầm chỉ là cái số phận được luật trời quy định, cũng giống như con thuyền giữa nước, lên xuống vì sóng biển. Vì thế hạnh phúc rất toàn vẹn. Có thể một người sống trên đỉnh núi rất xa với mọi người, hay sống dưới biển với tôm cua, hay sống giữa chợ đời. Họ không bao giờ cảm thấy cô đơn vì anh ta sống trong thế giới này. Tinh thần và sự suy nghĩ của anh ta luôn luôn thông tin với mọi thứ trong thế gian này. Núi, sông, nước cỏ và cây sẽ là bè bạn. Chim thú cũng là bạn. Người giữ thiên đường sẽ là bạn đồng hành của anh ta. Khi
khi mà tinh thần của anh ta hát ca cùng lời ca hát của thiên nhiên và nhảy múa cùng những linh hồn trong vũ trụ sâu thẳm, nơi mà tinh thần của anh ta phát sinh ánh sáng của cứng rắn, độc lập, nhẹ nhàng và bình thản. Hạnh phúc không thật sự tồn tại trong thế giới vật chất này. Với nguyên lý chân, thiện, nhẫn là những đặc tính căn bản của vũ trụ, là nền tảng cốt lõi của đạo đức con người, là cơ sở của hòa bình và sự thiện lương. Môn khí công của Phật gia, hàng ngày chúng tôi, những người làm chương trình muốn lan tỏa đến với quý vị, giúp thăng hoa tâm tính và có được một sức khỏe tốt cả tâm lẫn thân. Quý vị hãy thử dành thời gian tìm hiểu xem sao. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.